Còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn, làng đào dưới chân cầu Nhật Tân những ngày này rộn ràng sắc thắm hoa đào chuẩn bị đón Tết. Thời điểm này, các vườn đào tại khu vực phía dưới chân cầu Nhật Tân đang nở rộ tuyệt đẹp chờ người mua đến mua về. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lượng khách đến mua và chiêm ngưỡng đào đông đúc nhất vào cuối giờ chiều. Những người trồng đào tại khu vực này bận rộn suốt ngày với việc chặt đào và mang đến tận nhà những vị khách đặt mua. Những cây đào nở đẹp sẽ được thu hoạch theo hai cách, cắt cả cây hoặc cắt những cành đào nhỏ và bó lại. Hoa đào khoe sắc rực rỡ dưới cầu Nhật Tân những ngày sát Tết Nguyên đán 2024. Nhiều người dân đi mua đào tỏ ra khá hài lòng khi đã chọn được một cành đào ưng ý. Một người dân trồng đào tại Phú Thượng cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, gái cả cũng hợp lý. Sau khi trừ các khoản chi phí đem lại thu nhập cao, không bị rơi vào tình trạng được mùa mất giá như mọi năm. Những cành hoa đào đặt trước của khách hàng được nhà vườn thuê người vận chuyển đến tận nhà. Vừa qua, do ảnh hưởng của thời tiết khiến một lượng gốc đào đã bung nở sớm. Hiện tại, người dân đang phải dùng biện pháp hãm để đào có thể bung nở đúng dịp Tết. Đào tại vườn có nhiều mức giá, đào cành nhỏ từ khoảng 200.000 đồng trên cành. Loại vừa giá từ 1 đến 3 triệu đồng trên cành. Có loại 10 đến 20 triệu đồng trên gốc, cá biệt có cây 50 triệu đồng tùy dáng, thế và đường kính của gốc đào.